Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy bền nha các bạn. Chuẩn bị mình sẽ chờ gió để mình chạy nha. Hình như là mình thấy là nó hơi gió nhẹ nhẹ rồi đó. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chờ gió. Cầm giùm thi, cầm giùm mày. Anh nó quay clip nữa. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của anh em tụi mình nghe. Hôm nay là ngày đầu năm đầu tháng, năm nay là mùng 9 Tết. Thì mấy anh em tụi mình bắt đầu hả hành trình cuộc hải diều khai xuân, cũng giống như là hải diều đầu mùa. Thì bữa nay là đã có diều gió trở lại rồi, là ngày hôm nay là ngày hải diều đầu mùa của năm. Đâu diều không diều 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 diều. Rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục hải diều đầu mùa với con diều cá mập hồng cánh sen các bạn ạ. Thì bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt đầu ra sân trước. Gió rất nhiều để bắt đầu hành trình hải diều đầu năm của anh em tụi mình ngày hôm nay. Hôm nay có sự góp mặt của Linh Sài Gòn các bạn. Linh 30 size. Đó thì đã có được một khoảng thời gian khá dài ở quê mình. Hôm nay cũng sẽ cùng anh em mình đi hải diều. Thôi cho sữa chín rồi hay ơi. Cái nó dài dài được không? Hai. Đây, xin giới thiệu các bạn, đây là con cún. Và con cây vú sữa, rất nhiều trái luôn các bạn. Sai cực kỳ sai luôn. Rất là nhiều trái luôn các bạn thấy không? Đó, quá trời trái vú sữa luôn. Đó. Đây. Đây là vú sữa miền Tây nha các bạn, nó nhỏ nhỏ vậy chứ nó không bự nha. Mà rất là ngon, rất là ngọt. Mình và cuối cùng mình lên mình đã hái được một trái vú sữa. Chín rồi, tím rồi nè. Chú tím à. Nhắc cái kẹp cây kẹp chín nó đã bẻ. Ông, nó nếm nếm vậy không có dòi, còn có để chín mùi nó không có dòi. Đúng không? Hả hả? Phải không có xịt. Làm đâu? Với mấy cái gì? Cái kẹp anh khá giả, bỏ đâu, đặng kẹp cho mềm, như mấy cái đó. Đó, đâu không hay, kẹp đâu không hay. Kẹp nó bỏ cho nó nhà rồi. Đó. Rồi, lên mình sẽ tiếp tục leo cây trước khi hành trình hải diều ngày hôm nay. Điện hút chưa? Điện hút chưa? Đụng đầu lên ơi. Đụng đầu lên ơi. Đụng. Đâu nè. Đặng bạn coi. Có bẻ bạn nếm nếm thì con kẹt thì kẹt thì ăn đi cho bẻ cho nó. Từ từ từ. Cắm. Gọi. Thù ăn không à. Được, thù ăn nó giòi. Rồi xuống đi. Rồi giờ lên mình sẽ xuống nha các bạn. Rất nguy hiểm. Rồi. Nó thấy này. Để nó hư ổn. Nè lên, ngoài này lên. Đây các bạn thấy ngoài này có con trái nè. Đậu. Sao đi đâu mày? Đó đó nè 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 nè. Đây nè. Ừ ừ đúng rồi. Chính gì ông nội? Chính rồi cha. Chính. Tào lao hượng rồi đó, đuôi hượng rồi đó. Nè 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 nè. 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 Ăn con bẻ cho mày luôn nha. Nè. Chính này nè. Ừ chính nó ngon á. Đó giờ mình lên mình sẽ bắt đầu mẹ tiếp tục nha các bạn. Quay vú sữa mẹ hơi nhiều đâu ơi. Ê. Vú sữa đâu ơi. Đây. Nè. Vú sữa đâu ơi, cầm đi. Đó các bạn thấy không? Linh mình sẽ tiếp tục bẻ tiếp. Một đùm quá trời bự rồi. Mình sẽ phóng bự cho các bạn cùng xem này nha. Đó. Quá trời cho luôn. Chọt hoài không dính vậy. Tới đó rồi á. Rồi. Tới dưới á. Yeah, rớt trái, hai trái. Rồi. Rồi ơi, hư rồi. Mày mới hư chứ. Cái dưới cái bên á. Cái đau quá à. Cái giải đau á. Mẹ mày cái tay thì mày. Đó, cái mặt con kìa, tái đâu thấy hay cơ lên. Đó. Không vô. Anh nằm. Dạo này
mua thuốc cầu gió vậy? Mua thuốc là cạo gió vô luôn trộm. Phải đi bận rồi mày về đây. Mua đâu? Mua bà dân. Thuốc gì? Chấm mặt đi, đầu khó chịu. Chín không? Chín nha. Chín nè. Để chín hả? Nhìn biết chín rồi. Không á. Rồi giờ bắt đầu thì thấy gì nghe các bạn. Rồi Linh của mình mặc mới vừa hái xong vú sữa thì đã vào nhà các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đích thân mình thử mình xuống đây mình thả luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển về phía xa xa xíu. Đây là nơi bình thường mình anh em tụi mình hay bắt ốc. Đó. Ôi. Thì cũng khá trời chiều cũng khá lặng rồi cho nên là khá ít gió. Nước thì khá là trong để lát mình quay cho các bạn cùng xem nha. Nước rất trong luôn. Thấy được tới đáy luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đứng đây mình sẽ chờ gió các bạn và bắt đầu thả diều. Đó như nãy mình nói với các bạn là nước rất trong. Đó các bạn thấy không? Nước rất là trong, trong vắt luôn. Cái đáy luôn á. Sủa gì mày? Trời giả bộ hiền kìa, nó mới sủa mình đó các bạn. Quay nó cái nó bắt đầu giả bộ hiền kìa. Kì vô vô qua đây con. Mực. Thôi nó ngứa rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu thả diều luôn các bạn, không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa. Để các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hành trình thả diều một mình thử lần đầu tiên trong cuộc đời mình nha các bạn. Diều mình ở phía xa nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chờ những cơn gió đầu tiên. Mình không biết rồi. Rất là khó các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy bền nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy bền nha các bạn. Chuẩn bị mình sẽ chờ gió để mình chạy nha. Hình như là mình thấy là nó hơi gió nhẹ nhẹ rồi đó. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chờ gió. Cảm giùm thi. Cảm giùm mày. Anh đang quay clip nữa. Cầm giùm coi. Phải thật chứ, cầm giùm đi trời. Các bạn hay bất công các bạn. Rất là nhiều người ở đây mà mình cứ cầm giùm không cầm mà đứng quay clip mình nữa. Cầm giùm nhiều đi. Thanh niên tự vã. Rồi. Đây, đứng này. Nghe camera ra đi. Ý, dướng rồi. Tự vã. Hên quá các bạn ơi, bắt đầu bên này, rồi thôi bây giờ cũng trời cũng khá tối rồi, mình sẽ bắt đầu cuốn gói đi về. Hẹn gặp lại các bạn ở tập vlog tiếp theo thì chắc chắn sẽ có nhiều người thả hơn. Hôm nay của mình thả các bạn rồi, tạm biệt tất cả các bạn nha.